Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Thưa ngài, cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. Hòa tiễn sẽ tự nói lên điều đó. Tuyên bố của Tổng thống Zelensky phản ứng với các báo cáo về việc cấp phép tấn công tầm xa. Trong diễn từ đặc biệt gửi quốc dân đồng bào hôm thứ Hai 18 tháng 11, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã bình luận về các báo cáo gần đây rằng Hoa Kỳ đã nới lỏng các hạn chế đối với các cuộc tấn công tầm xa trong lãnh thổ Nga. Ông nói rằng những điều như vậy lẽ ra không nên được công bố. Tổng thống đưa ra tuyên bố này ngay sau khi tờ New York Times đưa tin rằng chính quyền Tổng thống Biden đã cho phép sử dụng hỏa tiễn ATACMS do Hoa Kỳ cung cấp qua biên giới, chẳng hạn như để chống lại lực lượng Nga và Bắc Hàn đang tập trung ở tỉnh Kursk của Nga. Hôm nay, các phương tiện truyền thông đưa tin rất nhiều về việc chúng tôi nhận được sự cho phép cho các hành động tương ứng, Zelensky nói. Nhưng các cuộc tấn công không được thực hiện bằng lời nói, những điều như vậy lẽ ra không nên được công bố. Hòa tiễn sẽ tự nói lên điều đó. Quyết định này sẽ là sự thay đổi lớn trong chính sách của Hoa Kỳ vì Tổng thống Joe Biden từ lâu vẫn kiên quyết không cho phép sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp trên lãnh thổ Nga vì lo ngại căng thẳng sẽ leo thang. Tổng thống Biden lần đầu nới lỏng các hạn chế vào tháng 5 để cho phép Ukraine sử dụng một số vũ khí nhất định như HIMARS để tấn công quân đội Nga ngay bên kia biên giới sau cuộc tấn công Kharkiv. Các hạn chế đối với ATACMS, hỏa tiễn đạn đạo chiến thuật có tầm bắn 300 km hay 190 dặm, vẫn được áp dụng vào thời điểm đó. Tờ New York Times đưa tin, Ukraine có thể sẽ sử dụng hỏa tiễn này ban đầu để chống lại lực lượng Nga và Bắc Hàn ở tỉnh Kursk, nhưng Washington cũng có thể cho phép sử dụng ở những nơi khác. Các quan chức Hoa Kỳ giấu tên, cũng như một nguồn tin thân cận với quyết định này đã nói chuyện với Reuters sau quyết định này, cho biết Kyiv có kế hoạch thực hiện các cuộc tấn công tầm xa đầu tiên trong những ngày tới. Không chỉ Ukraine được thông báo về quyết định mới này của Washington, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết những ngày tới sẽ có tính chất quyết định đối với không chỉ Ukraine mà cả tương lai của chúng ta. Trong khi đó, Thụy Điển, Phần Lan và các nước khác đưa ra các hướng dẫn cho dân chúng đề phòng trường hợp bị Nga tấn công. Các diễn biến này cho thấy Hoa Kỳ đã thông báo cho nhiều nước về quyết định mới này. Thụy Điển phát hành sách hướng dẫn người dân phải làm gì nếu Nga tấn công. Hôm thứ Hai, Thụy Điển đã bắt đầu phân phát một cuốn sách hướng dẫn người dân cách chuẩn bị cho chiến tranh, trong khi các nước Bắc Âu khác đang hướng dẫn người dân cách ứng phó với một cuộc tấn công tiềm tàng từ Nga. Cuốn sách dày 32 trang, có sẵn bằng tiếng Anh và nhiều ngôn ngữ khác, cố vấn cho người dân về hệ thống, cảnh báo, cách tìm nơi trú ẩn khi xảy ra không kích và thậm chí cả an ninh tâm lý và kỹ thuật số. Chúng ta đang sống trong thời đại bất ổn, xung đột vũ trang hiện đang diễn ra ở góc thế giới của chúng ta. Chủ nghĩa khủng bố, tấn công mạng và các chiến dịch thông tin sai lệch đang được sử dụng để làm suy yếu và gây ảnh hưởng đến chúng ta. Lời mở đầu của tập sách viết. Cuốn sách nhỏ cung cấp một số thông tin về cách mọi người có thể tham gia vào công tác chuẩn bị tập thể, chẳng hạn như tham gia tổ chức phòng vệ tình nguyện, tham gia khóa học hồi sức tim phổi khẩn cấp, hiến máu hoặc nói chuyện với hàng xóm về cách chuẩn bị tốt hơn. Để chống lại những mối đe dọa này, chúng ta phải đoàn kết. Nếu Thụy Điển bị tấn công, mọi người phải làm phần việc của mình để bảo vệ nền độc lập của Thụy Điển và nền dân chủ của chúng ta. Chúng ta xây dựng khả năng phục hồi mỗi ngày. Tờ rơi nói thêm, bạn là một phần trong sự chuẩn bị khẩn cấp chung của Thụy Điển. Theo báo Aftenposten của Na Uy đưa tin gần đây, người dân Na Uy cũng nhận được những sách hướng dẫn tương tự về phòng ngừa tình huống khẩn cấp vì trong trường hợp xấu nhất, các hành động chiến tranh cũng có thể ảnh hưởng đến Na Uy. Chính phủ Phần Lan cũng đã phát hành một cuốn sách kỹ thuật số để chuẩn bị cho người dân về các sự việc và khủng hoảng, nêu rõ rằng đất nước này luôn chuẩn bị cho mối đe dọa tồi tệ nhất có thể xảy ra, đó là chiến tranh. Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Paul Johnson đã lên tiếng cảnh báo vào tháng trước khi trả lời Politico rằng Nga là mối đe dọa chính đối với Thụy Điển và là mối đe dọa đối với toàn bộ Liên minh NATO. Theo Johnson, nguy cơ Nga tấn công vào quốc gia này không thể bị loại trừ. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Stockholm thậm chí còn nêu rõ mối quan ngại của mình về hòn đảo Gotland, có vị trí chiến lược của Thụy Điển. Tôi chắc chắn rằng Putin thậm chí còn để mắt đến Gotland. Mục tiêu của Putin là giành quyền kiểm soát biển Baltic, Michael Biden nói vào tháng 5. Thụy Điển sẽ tăng chi tiêu quân sự lên 2,4% GDP vào năm tới. To
Putin đã nói gì về vũ khí hạt nhân khi Ukraine được cấp phép dùng ATACMS tấn công Nga? Tổng thống Joe Biden đã cấp phép cho Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa do Hoa Kỳ cung cấp để tấn công vào lãnh thổ Nga, làm dấy lên lo ngại trong số những người ủng hộ Tổng thống đắc cử Donald Trump rằng điều này sẽ khiến Vladimir Putin leo thang xung đột. Dân biểu Mahori Taylor Greene, Đảng Cộng hòa Georgia đã viết trên X: trên đường rời nhiệm sở, Tổng thống Joe Biden đang cố gắng gây nguy hiểm khi bắt đầu Thế chiến thứ ba bằng cách cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa của Hoa Kỳ để tấn công Nga. Trong những phát biểu đầu tiên sau diễn biến này, Putin nói, họ chưa nói với tôi bất cứ điều gì về điều đó, nhưng tôi hy vọng họ đã nghe, bởi vì tất nhiên chúng ta cũng sẽ phải tự đưa ra một số quyết định cho mình. Các cuộc tấn công tiềm tàng có thể bao gồm Ukraine sử dụng hỏa tiễn ATACMS có tầm bắn lên tới 306 km. Ba nguồn tin quen thuộc với quyết định này nói với Reuters rằng Tổng thống Biden dự kiến những cuộc tấn công sâu đầu tiên có khả năng xảy ra trong những ngày tới và các mục tiêu có thể bao gồm cả mặt tư khoa. Sau đây là những gì Putin đã phát biểu trước đây về phản ứng tiềm tàng của Nga đối với một cuộc tấn công như vậy. Vladimir Putin đã nói gì về việc sử dụng vũ khí hạt nhân? Vào tháng 9, Putin đã thay đổi học thuyết hạt nhân của mặt tư khoa để bao gồm các phản ứng tiềm tàng đối với một cuộc tấn công gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đến chủ quyền của Nga do một cường quốc phi hạt nhân thực hiện với sự tham gia hoặc hỗ trợ của một cường quốc hạt nhân. Bất kỳ hành động xâm lược nào chống lại Nga của bất kỳ quốc gia phi hạt nhân nào nhưng được một quốc gia hạt nhân hỗ trợ đều được coi là cuộc tấn công chung của họ vào Nga. Ông phát biểu trong cuộc họp được truyền hình trực tiếp của Hội đồng An ninh Nga. Nga cũng sẽ cân nhắc khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân khi nhận được thông tin đáng tin cậy về vụ phóng ồ ạt các phương tiện tấn công hàng không vũ trụ và việc chúng vượt qua biên giới quốc gia của chúng tôi. Chùm mafia, Vladimir Putin nói thêm, điều này bao gồm máy bay chiến lược và chiến thuật, cũng như hỏa tiễn hành trình và máy bay điều khiển từ xa, máy bay siêu thanh và các phương tiện vận chuyển khác. Nga có quyền sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp xâm lược, bao gồm cả khi đối phương sử dụng vũ khí thông thường gây ra mối đe dọa nghiêm trọng. Mặc dù ông ta không đề cập đến bất kỳ quốc gia hay hệ thống vũ khí cụ thể nào, bối cảnh dường như là việc các nước phương Tây tăng cường cung cấp hệ thống hỏa tiễn tầm xa cho Ukraine. Việc Hoa Kỳ cho phép sử dụng các hệ thống như vậy chống lại Nga diễn ra sau nhiều tháng chịu áp lực từ Ukraine, đặc biệt là khi việc Bắc Hàn điều động hàng ngàn quân ra tiền tuyến để chiến đấu cùng Nga đã làm thay đổi cục diện của cuộc chiến. Ukraine trước đây đã sử dụng ATACMS để tiến hành các cuộc không kích vào Nga vào tháng 10 và tháng 8. Khi được yêu cầu phản hồi về tin tức về sự cho phép của Tổng thống Biden, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói với kênh truyền hình RBC TV của Nga hôm thứ Hai 18 tháng 11 rằng Putin đã lên tiếng về vấn đề này. Zakharova dường như đang ám chỉ đến những phát biểu khác của Putin vào đầu tháng 9, khi ông nói, vấn đề không phải là cho phép chế độ Ukraine tấn công Nga bằng những vũ khí này hay không, vấn đề là quyết định xem các nước NATO có trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột quân sự hay không. Ông nói thêm rằng, Nga sẽ đưa ra những quyết định phù hợp để ứng phó với các mối đe dọa mà chúng tôi phải đối mặt. Các chuyên gia quốc phòng trước đây đã nghi ngờ liệu Putin có dám hành động theo lời cảnh báo hạt nhân của mình hay không. Đó là một lời nói dối. Gustav Kreisel, thành viên chính sách cao cấp tại Hội đồng quan hệ đối ngoại Âu Châu đã nói với Newsweek vào tháng 9. Nếu họ có ý đó, tất cả chúng ta đã có một cuộc leo thang hạt nhân rồi. Ông mô tả sự thay đổi trong học thuyết hạt nhân là vô nghĩa. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đã phản hồi tin tức về việc Tổng thống Biden được phép sử dụng vũ khí tầm xa do Hoa Kỳ cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga trong bài phát biểu vào buổi tối Chủ nhật. Zelensky cho biết, kế hoạch củng cố Ukraine là kế hoạch chiến thắng mà tôi đã trình bày với các đối tác của chúng ta. Một trong những yếu tố chính của nó là cung cấp cho quân đội của chúng tôi khả năng tác chiến tầm xa. Có rất nhiều thông tin trên phương tiện truyền thông ngày nay rằng chúng tôi đã nhận được sự chấp thuận để thực hiện các hành động tương ứng, nhưng các cuộc tấn công không được thực hiện bằng lời nói. Những điều này lẽ ra không nên được công bố, các hỏa tiễn sẽ tự nói lên điều đó. Một nhà lập pháp Nga đã cảnh báo rằng Tổng thống sắp mãn nhiệm, Tổng thống Joe Biden đang có nguy cơ bùng nổ Thế chiến thứ ba khi cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ sản xuất để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Theo các báo cáo từ The New York Times và The Washington Post, Tổng thống Biden đã cho phép Ukraine điều động hỏa tiễn ATACMS có khả năng bắn trúng mục tiêu cách xa tới 190 dặm hay 306 km. Những kẻ này, chính quyền Tổng thống Biden, đang cố gắng leo thang tình hình lên mức tối đa
trong khi họ vẫn còn nắm quyền và vẫn đang tại vị, nhà lập pháp Nga Maria Butina cho biết hôm thứ Hai. Bà nói với Reuters rằng, tôi rất hy vọng rằng Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ bác bỏ quyết định này nếu nó được đưa ra, vì họ đang thực sự mạo hiểm gây ra chiến tranh thế giới thứ ba là điều mà không ai có lợi. Điện Cẩm Linh hôm thứ Hai cảnh báo rằng việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Hoa Kỳ sản xuất để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga sẽ làm leo thang căng thẳng và khiến Hoa Kỳ càng vướng sâu vào cuộc xung đột. Trong nhiều tháng, Ukraine đã thúc ép Hoa Kỳ chấp thuận các cuộc tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga, nhưng Tòa Bạch Ốc đã do dự, viện dẫn những lo ngại về sự leo thang. Tuy nhiên, động thái điều động quân đội Bắc Hàn đến mặt trận Ukraine của Mạc Tư Khoa đã thay đổi lập trường của chính quyền. Quyết định của Tổng thống Biden đảo ngược lệnh cấm bắn hỏa tuyến tầm xa của Hoa Kỳ vào lãnh thổ Nga bằng cách cho phép sử dụng chúng chống lại lực lượng Nga và Bắc Hàn tại khu vực Kursk của Nga được các đồng minh phương Tây nồng nhiệt hoan nghênh. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Lan Kaspar Welkam mô tả quyết định này là một phản ứng thỏa đáng. Gần đây, Bắc Hàn đã điều khoảng 10.000 quân tinh nhuệ tới Kursk sau khi lực lượng Ukraine tiến hành một cuộc tấn công táo bạo và bất ngờ vượt biên giới. Hàng ngàn quân lính Ukraine đã tiến vào Kursk vào tháng 8, phát động cuộc tấn công trên bộ quan trọng nhất vào lãnh thổ Nga kể từ khi lực lượng Mạc Tư Khoa xâm lược Ukraine. Đáp lại sự tham gia rộng rãi hơn của các lực lượng từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Bắc Hàn, gọi tắt là DPRK, vào cuộc chiến tranh Nga-Ukraine. Peter Sano, phát ngôn nhân của Liên hiệp Âu Châu về chính sách đối ngoại và an ninh nói với Newsweek, Nga dưới sự lãnh đạo hiện tại gây ra mối đe dọa sống còn đối với Liên hiệp Âu Châu theo mọi nghĩa, vì Điện Cẩm Linh sử dụng sức mạnh quân sự để vi phạm hiến chương Liên hiệp quốc, luật pháp quốc tế và các nghĩa vụ quốc tế của chính mình. Nó cũng tấn công Liên hiệp Âu Châu và các quốc gia thành viên bằng các công cụ kết hợp như can thiệp của nước ngoài, thao túng thông tin và tấn công mạng. Nga đang leo thang và tuyệt vọng tìm kiếm bất kỳ sự hỗ trợ nào trong cuộc chiến của mình, bao gồm cả từ những bên đang phá vỡ nghiêm trọng hòa bình và an ninh toàn cầu. Nga không quan tâm đến một nền hòa bình công bằng, toàn diện và lâu dài. Liên hiệp Âu Châu đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về việc điều động quân đội CHD-CND Bắc Hàn tới Nga, có khả năng là để sử dụng trên chiến trường chống lại Ukraine. Việc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trực tiếp ủng hộ cuộc chiến xâm lược của Nga chống lại Ukraine, bên cạnh việc cho thấy những nỗ lực tuyệt vọng của Nga nhằm bù đắp tổn thất, sẽ đánh dấu sự mở rộng nguy hiểm của cuộc xung đột với hậu quả nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh của Âu Châu và Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Đây sẽ là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế hơn nữa, bao gồm cả các nguyên tắc cơ bản nhất của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Putin đã tới thăm Bình Nhưỡng vào tháng 6 để hội đàm song phương với nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un. Tại đây họ đã ký một thỏa thuận hợp tác, tuyên bố nêu rõ rằng bên kia phải cung cấp hỗ trợ quân sự và các hỗ trợ khác mà không chậm trễ bằng mọi phương tiện có thể. Công ty thì phân bổ hơn 700.000 euro cho các bệ phóng hỏa tiễn chống tăng cho Ukraine. Một công ty của Tiệp đã phân bổ hơn 700.000 euro cho Ukraine. Số tiền này sẽ được sử dụng để mua các bệ phóng hỏa tiễn chống tăng. Hôm Chủ nhật 17 tháng 11, Bộ Ngoại giao Ukraine báo cáo rằng STV Group đã trao một tấm chi phiếu tượng trưng cho các bệ phóng hỏa tiễn chống tăng RPG-7 cho lực lượng phòng thủ Ukraine tại Đại sứ quán Ukraine tại Cộng hòa Tiệp. Các vũ khí này có giá trị 765.000 euro. Bộ Ngoại giao nhấn mạnh rằng RPG-7 là loại vũ khí đã được chứng minh là có hiệu quả cao trên chiến trường. Đại sứ Vazo Zerat lưu ý rằng việc chuyển giao viện trợ quân sự này là một ví dụ nữa về sự đoàn kết và hỗ trợ của những người bạn Tiệp của chúng ta. Đại sứ Vazavaris nói, tôi tin rằng những bệ phóng hỏa tiễn chống tăng này trong tay quân đội anh hùng của chúng ta sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ Ukraine khỏi kẻ xâm lược và bảo vệ sinh mạng con người. Đầu tháng 10, Vazovreza đưa tin Ukraine đã nhận được hơn 1/3 trong số 500.000 viên đạn sẽ được chuyển giao theo sáng kiến của Tiệp vào cuối năm. Vào ngày 16 tháng 11, có thông tin cho biết chính phủ Estonia đã ủng hộ đề xuất của Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur về việc gửi cho Ukraine một gói viện trợ quân sự mới. Ba Lan có thể trao cho Ukraine cựu lãnh sự quán Nga tại Poznan. Các quan chức Nga sẽ rời khỏi lãnh sự quán Poznan trong vài ngày tới
và chính phủ Ba Lan sẽ chấp thuận đề xuất của Kyiv về việc mở một lãnh sự quán Ukraine tại cùng địa điểm. Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho biết vào tháng 10 rằng ông đã thu hồi quyền cho phép Tổng lãnh sự quán Nga hoạt động tại Poznan. Vào thứ Bảy, giới truyền thông đã chất vấn Bộ trưởng về thời điểm các nhà ngoại giao Nga sẽ rời khỏi cơ sở tại Poznan và suy nghĩ của ông về ý tưởng thành lập một phái bộ ngoại giao Ukraine tại đó. Ông nói, hợp đồng thuê cơ sở này sẽ hết hạn vào cuối tháng này. Bây giờ chúng ta đang nói về vài ngày nữa. Mạng lưới lãnh sự quán Ukraine hiện nay với sự gia tăng chưa từng có về số lượng công dân Ukraine tại Ba Lan không đáp ứng được nhu cầu lãnh sự. Xin hãy nhớ rằng các lãnh sự quán làm những việc thực tế. Đây là tất cả các loại hành vi pháp lý. Trẻ em được sinh ra, người ta chết đi. Và chúng tôi chắc chắn sẽ xem xét với sự thông cảm lớn lao đối với yêu cầu như vậy từ phía Ukraine, Sikorski nói. Radoslav Sikorski cho biết vào tháng 10 rằng quyết định từ chối cấp phép mở Tổng lãnh sự quán Nga tại Poznan dựa trên cuộc chiến của Liên bang Nga chống lại Ukraine và một cuộc chiến hỗn hợp chống lại phương Tây, bao gồm cả Ba Lan. Sikorski tuyên bố rằng với tư cách là ngoại trưởng, ông biết rằng Nga đứng sau các hoạt động phá hoại ở Ba Lan và các nước đồng minh khác. Lãnh sự quán Nga tại Poznan được thành lập vào năm 1946 sau một thỏa thuận giữa Đại sứ quán Liên Xô và Bộ Ngoại giao Cộng hòa Nhân dân Ba Lan. Lãnh sự quán đã ngừng hoạt động vào năm 1948 và tiếp tục hoạt động vào năm 1960. Năm 1971 được đổi tên thành Tổng lãnh sự quán. Theo cuộc thăm dò của United Surveys, phần lớn người Ba Lan cảm thấy Ba Lan nên trục xuất đại sứ Nga. Ngoại trưởng Ukraine cho biết Bình Nhưỡng muốn tiếp cận công nghệ quân sự của Nga để tham gia chiến tranh chống lại Ukraine. Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha đã báo cáo rằng, dựa trên thông tin tình báo của Ukraine, Bắc Hàn đang tìm cách đổi việc tham gia vào cuộc xâm lược của Nga đối với Ukraine để lấy quyền tiếp cận công nghệ của Nga trong các chương trình hỏa tiễn, hạt nhân và các chương trình quân sự khác. Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha đã đưa ra lập trường trên tại một cuộc họp báo sau cuộc gặp gỡ Ngoại trưởng Nhật Bản Takeshi Iwaya, theo báo cáo của European Pravda. Sybiha nhấn mạnh rằng sự hợp tác của quốc phòng ngày càng sâu rộng của Nga với Bắc Hàn và Iran gây ra mối đe dọa trực tiếp không chỉ đối với Âu Châu mà còn đối với Đông Nam Á và Trung Đông. Không chỉ Nga nhận được máy bay điều khiển từ xa, hỏa tiễn và binh lính, đổi lại, Mạc Tư Khoa cũng tăng cường sức mạnh cho Tehran và Bình Nhưỡng, ông nhấn mạnh. Bộ trưởng cũng chỉ ra rằng, dựa trên thông tin tình báo của Ukraine, Bình Nhưỡng đang tìm cách đổi việc tham gia vào cuộc xâm lược Ukraine để lấy quyền tiếp cận công nghệ Nga trong các chương trình hỏa tiễn, hạt nhân và các chương trình quân sự khác. Điều này cực kỳ nguy hiểm. Tất cả những điều này không thể không liên quan đến các đối tác của chúng tôi. Đó là lý do tại sao chúng tôi phải cùng nhau chống lại các mối đe dọa toàn cầu như vậy, Ngoại trưởng Ukraine cho biết. Trong bối cảnh này, Ngoại trưởng Sybiha nhấn mạnh rằng chỉ có sự ủng hộ mạnh mẽ và có hệ thống dành cho Ukraine mới có thể ngăn chặn Nga và mang lại hòa bình toàn diện, công bằng và bền vững. Tuần trước, Hoa Kỳ xác nhận rằng lần đầu tiên quân đội Bắc Hàn đã tham gia vào hoạt động thù địch ở tỉnh Kursk của Nga, nơi lực lượng Ukraine đang tiến hành một chiến dịch. Ngoài ra, tờ New York Times đưa tin rằng một nhóm gồm 50.000 quân Nga và Bắc Hàn đang chuẩn bị tiến hành một cuộc phản công quy mô lớn chống lại lực lượng Ukraine ở tỉnh Kursk. Các nước NATO lên án quyết định của Nga và Bắc Hàn khi đưa quân đội Bắc Hàn vào cuộc chiến chống lại Ukraine. Nga cho thấy họ không có ý định ngừng hành động xâm lược. Các đối tác của Kyiv lên án cuộc tấn công hàng loạt của Nga. Các đối tác quốc tế của Ukraine đã lên án cuộc không kích hàng loạt mới nhất của Nga nhằm vào nước này vào ngày 17 tháng 11. Ngoại trưởng Hà Lan
Gaspar Welkem cho biết, khi chúng ta tiến gần đến 1.000 ngày kể từ cuộc xâm lược quy mô lớn vào Ukraine, Nga cho thấy họ không có ý định chấm dứt hành động xâm lược. Nga đã phóng 120 hỏa tiễn và 90 máy bay điều khiển từ xa vào Ukraine, đánh vào cơ sở hạ tầng năng lượng và khu dân cư trên khắp đất nước trong một trong những cuộc tấn công lớn nhất trong chiến tranh. Welkem nhận xét rằng Ba Lan sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine về mọi mặt, chính trị, quân sự, tài chính và đạo đức. Na Uy lên án cuộc chiến tranh phi pháp này và tiếp tục ủng hộ Ukraine, cung cấp vũ khí và hỗ trợ chống lại cuộc hành động xâm lược của Nga. Ngoại trưởng Na Uy, Espen Barth Eide, phát biểu sau vụ tấn công. Theo đại sứ Hoa Kỳ tại Kyiv, Richard A. Brink, vụ tấn công nhấn mạnh rằng cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine đe dọa đến an ninh của toàn bộ Âu Châu. Tổng thống tái đắc cử gần đây của Moldova, Maia Sandu, đã tham gia vào các cuộc lên án, nói rằng việc biến mùa đông thành vũ khí để đóng băng một quốc gia để khuất phục là tàn ác và không thể chấp nhận được. Moldova ủng hộ Ukraine. Nước láng giềng Moldova của Ukraine đã cảm nhận tác động trực tiếp hơn từ các cuộc tấn công của Nga khi nhiều lần phát hiện thấy xác hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa trên lãnh thổ Moldova. Đợt tấn công bằng hỏa tiễn mới nhất của Nga đánh dấu cuộc tấn công hỏa tiễn hàng loạt đầu tiên vào Kyiv trong hơn 2 tháng. Thay vào đó, Nga sử dụng nhiều cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa hơn trong những tháng gần đây để tấn công thủ đô. Bộ trưởng Năng lượng Herman Halushenko mang tuyên hoa tấn công vào các cơ sở sản xuất và truyền tải điện trên khắp Ukraine. Halushenko cho biết, nhà điều hành hệ thống truyền tải đã khẩn trương đưa ra lệnh đóng cửa khẩn cấp. Các quan chức đã cảnh báo rằng Nga có thể tiếp tục tấn công trên lưới điện khi nhiệt độ giảm, phản ảnh chiến lược được sử dụng vào mùa xuân và mùa hè năm nay và vào mùa thu đông năm 2022-2023. Chủ tịch Ủy ban Âu Châu nói về việc chấm dứt nguồn cung cấp năng lượng của gã khổng lồ Gazprom của Nga cho Áo. Chúng tôi đã chuẩn bị cho việc này. Chủ tịch Ủy ban Âu Châu đã bình luận về việc tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga ngừng cung cấp khí đốt cho Áo. Von der Leyen báo cáo rằng bất chấp sự tống tiền của Nga, Âu Châu đã chuẩn bị cho mùa đông và có dự trữ khí đốt. Một lần nữa Putin lại sử dụng năng lượng như một vũ khí. Ông ta đang cố gắng tống tiền Áo và Âu Châu bằng cách cắt nguồn cung cấp khí đốt. Chúng tôi đã chuẩn bị cho việc này và sẵn sàng cho mùa đông. Kho dự trữ khí đốt trên khắp Liên hiệp Âu Châu đã đầy. Chủ tịch Ủy ban Âu Châu nhấn mạnh. Trước đó, công ty khí đốt OMV của Áo đã nhận được cảnh báo từ Gazprom rằng nguồn cung cấp khí đốt sẽ bị cắt vào sáng thứ Bảy. Việc đình chỉ cung cấp khí đốt của Nga cho Áo diễn ra sau khi OMV tuyên bố sẽ ngừng thanh toán cho Gazprom để trang trải khoản phí trọng tài 230 triệu euro. Điều này diễn ra sau cảnh báo trước đó của OMV về khả năng gián đoạn nguồn cung sau phán quyết trọng tài có lợi cho Vienna, trong đó yêu cầu Gazprom của Nga phải bồi thường thiệt hại. Thủ tướng Áo Karl Niemeyer nhấn mạnh rằng đất nước sẽ không bị thiếu khí đốt tự nhiên trong mùa sưởi ấm sau khi Gazprom của Nga ngừng cung cấp khí đốt cho nước này. Na Uy lên án vụ tấn công mới nhất vào Ukraine, hứa sẽ tiếp tục hỗ trợ Ngoại trưởng Na Uy, Espen Barth Eide, lên án cuộc tấn công lớn của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Theo ông, Na Uy vẫn tiếp tục hỗ trợ Ukraine bằng cách cung cấp vũ khí và viện trợ trong cuộc tấn công chống lại sự xâm lược của Nga. Ông nói, khi nhiệt độ giảm xuống và Ukraine sắp bước vào 1.000 ngày chiến tranh, Nga đã tiến hành các cuộc không kích lớn nhằm vào thường dân, đặc biệt là nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Ngoại trưởng Na Uy nhấn mạnh rằng, Na Uy lên án cuộc chiến tranh phi pháp này
và tiếp tục sát cánh cùng Ukraine, cung cấp vũ khí và hỗ trợ chống lại hành động xâm lược của Nga. Tổng thống Moldova Maia Sandu cũng lên án mạnh mẽ cuộc tấn công quy mô lớn mới nhất của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha nhấn mạnh rằng cuộc tấn công hỏa tiễn quy mô lớn mới nhất của Nga vào Ukraine là phản ứng của tên tội phạm chiến tranh Vladimir Putin đối với những người đã gọi điện hoặc đến thăm ông ta gần đây. Ngay cả Iran cũng đang cố gắng chơi đẹp với ông Donald Trump. Liệu Iran có sợ ông Donald Trump đến mức bắt đầu hoặc giả vờ cư xử tử tế không? Đó là câu hỏi trong đầu các quan chức an ninh quốc gia và các nhà phân tích Hoa Kỳ khi Tehran chuẩn bị cho 4 năm nữa của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Các quan chức Iran đã đưa ra một số cành ô liu và kênh liên lạc bí mật cho nhóm chuyển giao của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Đầu tiên, tỷ phú đồng minh của Tổng thống đắc cử Donald Trump là Elon Musk được cho là đã gặp đại sứ Iran tại Liên Hiệp Quốc vào hôm thứ Hai trong một cuộc họp mà các quan chức Iran mô tả với tờ The New York Times là một cuộc trò chuyện về cách xoa dịu căng thẳng giữa hai nước. Cả chiến dịch tranh cử của Tổng thống đắc cử Donald Trump và đại diện của Musk đều không trả lời ngay lập tức khi được yêu cầu bình luận về các cuộc họp được báo cáo. Và các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Israel và nhóm đại diện hàng đầu của Iran tại Liban, Hezbollah đang diễn ra sau nhiều tháng giao tranh. Các quan chức Hoa Kỳ và các nhà phân tích khu vực cho biết Hezbollah sẽ không đồng ý bất kỳ lệnh ngừng bắn nào nếu không có đèn xanh từ Tehran. Sau đó, Iran đã mời nhà lãnh đạo cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hiệp Quốc đến thăm lần đầu tiên kể từ tháng 5. Nhà lãnh đạo cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế Rafael Grossi đã đến Iran vào tuần này sau nhiều tháng đấu tranh để buộc Tehran dỡ bỏ lệnh cấm thực tế đối với các thanh tra viên IAEA đến thăm các địa điểm hạt nhân của nước này. Rõ ràng là họ sợ hãi. Một cựu quan chức chính quyền Tổng thống đắc cử Donald Trump từng làm việc về các vấn đề Trung Đông cho biết người này được giấu tên để thảo luận thẳng thắn về suy nghĩ của chính quyền mới. Vậy, liệu những động thái của Iran có tạo nên sự khác biệt không? Một mặt, hầu hết các cựu quan chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump và các nhà phân tích Trung Đông đều kỳ vọng Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ khôi phục lại các chính sách trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình về việc ủng hộ Israel hết mình và chiến lược gây áp lực tối đa lên Iran để làm tê liệt nền kinh tế của nước này và cô lập Iran về mặt ngoại giao khi nước này theo đuổi chương trình hạt nhân. Mặt khác, Tổng thống đắc cử Donald Trump mặc dù đã chọn những người theo đường lối cứng rắn với Iran cho một số vị trí quản lý cao cấp, ông cũng đã bổ nhiệm những người khác ủng hộ đường lối kiềm chế. Điều đó có thể tạo ra cho Iran một chút không gian để vận động hành lang cho Hoa Kỳ, ít nhất làm giảm bớt áp lực ngoại giao. Đó là nhóm của Tổng thống đắc cử Donald Trump coi sự tiếp cận này là chân thành. Benam Bantalabu, một nhà phân tích tại tổ chức nghiên cứu có quan điểm cứng rắn Foundation for Defense of Democracy cho biết, rất có thể bất cứ điều gì Tehran có thể sử dụng để làm giảm hoặc làm chậm áp lực tối đa đều có thể và sẽ được sử dụng, từ ngoại giao đến phủ nhận và lừa dối. Phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Chita Spassi, đồng sáng lập Viện Nghiên cứu Phi Can Thiệp Quincy Institute tại Washington, nói với Nextset Daily rằng Iran có thể coi thời điểm này là cơ hội mới để thiết lập mối quan hệ với Tổng thống đắc cử Donald Trump cho các cuộc đàm phán trong tương lai. Tehran đã từ chối yêu cầu gặp mặt từ các đồng minh của Tổng thống đắc cử Donald Trump vào năm 2016 khi Tổng thống đắc cử Donald Trump giành chiến thắng lần đầu tiên. Và Parsi cho biết điều đó gây bất lợi cho mục tiêu đạt được thỏa thuận với Tổng thống đắc cử Donald Trump của Iran. Người Iran đã kết luận có lẽ không công khai rằng họ đã phạm sai lầm trong những năm Tổng thống đắc cử Donald Trump nắm quyền. Parsi nói, họ từ chối ông ấy vì nhiều lý do. Họ không biết phải giải quyết thế nào, nhưng điều đó khiến Tổng thống đắc cử Donald Trump rơi vào tình huống mà người Israel, những người theo chủ nghĩa tân bảo thủ, những người theo chủ nghĩa diều hâu dễ dàng thuyết phục Tổng thống đắc cử Donald Trump rằng cách duy nhất để đạt được thỏa thuận với người Iran là bạn phải trừng phạt họ đến chết. Tuy nhiên, không giống như nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống đắc cử Donald Trump, có một cuộc chiến đang diễn ra ở Trung Đông giữa Israel và các lực lượng ủy nhiệm hàng đầu
của Iran ở Gaza và Liban. Các cuộc tấn công của Israel chống lại cả hai nhóm chiến binh đã tàn phá hàng ngũ quân sự của họ, cùng với việc tạo ra các cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn, làm suy yếu bàn tay của Iran trong khu vực về mặt quân sự. Không rõ liệu điều này có thúc đẩy Iran cúi đầu nhiều hơn trước áp lực của Hoa Kỳ trong kỷ nguyên Tổng thống đắc cử Donald Trump hay sẽ phản ứng dữ dội hơn nữa hay không. Ngoài ra, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã ám chỉ rằng ông sẽ không cố gắng kiềm chế Israel trong các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào Iran như Tổng thống Joe Biden đã làm. Sau đó, còn có thực tế là các điệp viên Iran đã tích cực tìm cách ám sát các cựu quan chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump sau quyết định của Tổng thống đắc cử Donald Trump giết chết vị chỉ huy hàng đầu của Iran Qasem Soleimani trong một cuộc không kích năm 2020. Ít nhất thì điều này cũng sẽ cản trở những nỗ lực của Iran nhằm có khởi đầu tốt đẹp với nhóm của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Họ có thể thử mọi cách họ muốn, cựu quan chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump nói. Chúng tôi có xu hướng nhớ những điều như anh cố giết chúng tôi, bất kể anh giả vờ chơi đẹp trong giới ngoại giao đến mức nào. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách và khó khăn. Và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Jesus Kitô.